cái thành công của một người á, một người ca sĩ thì mình, một người ca sĩ nói riêng hoặc là một cái ngành nghề nào đó nói chung, thành công mình dễ nhìn thấy lắm. Thành công là khi mình tạo được cái tên tuổi, mình tạo được cái đời sống kinh tế, mình tạo được một cái sự uy tín đối với cộng đồng của mình, thì đó là sự thành công mình nhìn thấy rất là dễ. Nhưng mà hồi nãy em có nói một cái ý á, nếu năm 30 tuổi em theo con đường rock mà lỡ thất bại thì mình bỏ qua, anh không nói khúc sau thì nữa. Vậy anh muốn hỏi em là cái định nghĩa thất bại của em là cái gì? Để rồi em sẽ từ bỏ hay là rẽ 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 ngoặt. Năm 30 tuổi mà thất bại như thế nào á, em vẫn chưa biết. Nhưng nếu mà năm sau á, em không theo rock nữa, đó là thất bại của em. Vì em không đủ bản lĩnh. Tại vì đối với em á, làm cái chuyện gì thành công hay thất bại, giàu nghèo không quan trọng. Nếu không có bản lĩnh không làm được gì hết. Có thể mình là một người không đồng, mình không có gì trong tay, nhưng mình vẫn sống cuộc sống của mình tự lập. Bản lĩnh đó với em là thành công. Còn mình có quá nhiều tiền nhưng mà tất cả những cái job, tất cả những công việc của mình đều phụ thuộc vào người khác, đều phải người khác nói vào mình mới nghiệm ra, hoặc là như thế nào đó người ta chỉ cho mình một con đường nào đó mình mới có thể tồn tại, thì đối với em đó là không có độc lập, nó không có bản lĩnh. Mà tại vì em á, là một người độc lập, em tự lập từ rất là sớm, nên cái quan điểm của em về thành công là em phải luôn giữ được cái sự độc lập đó tới cuối đời, để em không bị chi phối bởi bất cứ một cái gì hết. Đó là quan điểm sống của em, nãy giờ em chia sẻ là em thấy được một cái sự nhất quán, quyết liệt, rõ ràng, đúng là kiểu một cái cung Kim Ngưu luôn rồi đó, anh thấy ok rồi. Nguyên Nhưng con ok, vậy thì thực ra em làm cho anh có một cái sự thắc mắc khác. Như vậy thì cách em nói đó là em làm nhạc, em theo rock, theo ballad, theo gì đó không quan trọng, mục đích là để năm 30, 30, 35 gì đó em sẽ tự do tài chính, em sẽ giàu. Vậy thì âm nhạc là cái phương tiện cho em để em đạt được cái chuyện cân bằng hay là thoải mái về kinh tế, chứ âm nhạc không hẳn là một niềm đam mê nhất của cuộc đời em mà em sẽ theo đuổi vì nó. Nếu mà nói theo ý đó thì nó cũng đúng 50% á. Tại vì là thật ra em khi em xuất phát điểm với âm nhạc á, thì gọi là 100% tài sản của em là dâng hiến cho âm nhạc hết rồi. Về nghĩa đen vẫn lẫn nghĩa bóng luôn. Tức là từ sâu trong tâm hồn của mình phải đấu tranh, mình là một con Kim Ngưu rất là mê tiền. Mình kiếm được một cục tiền như vậy rồi mình phải gửi ngân hàng, hay mình phải đầu tư chứng khoán, mình phải gì đó để mình có lời hơn. Nhưng tự nhiên trong lúc đó em cảm thấy là em không làm được gì tốt nữa. Em nhớ năm đó em mới có 22, 23 tuổi thôi. Tự nhiên em cảm thấy là em làm tất cả những cái gì ngoài kia kiếm tiền nữa em không thấy có ý nghĩa nữa. Em dồn hết tiền để em làm ca sĩ. Và cái đó là cái em nghĩ là tới bây giờ là ván cược lớn nhất cuộc đời của em á.